Hội thi năm nay diễn ra sớm hơn mọi năm, nhưng đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình từ 10 doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố, với 65 thí sinh được tuyển chọn kỹ từ các đơn vị, thể hiện quyết tâm trong các bài thi. Năm nay là chúng tôi cũng tổ chức sớm hơn so với năm 2023. Thì cũng là cái dịp sau khi mà chào mừng cái 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Thông qua hội thi thì chúng tôi cũng muốn tạo một cái sân chơi cho toàn bộ đội ngũ công nhân lái xe, và đồng thời nữa là cũng muốn tạo nên một cái phong trào thi đua, rèn luyện, nâng cao cái ý thức trong cái việc là thực hiện chấp hành cái nội quy an toàn giao thông đường bộ, cũng như là nâng cao cái tay nghề đối với đội ngũ công nhân lái xe. Các lái xe giỏi của các đơn vị sẽ dự thi với 3 nội dung, một là lý thuyết, hai là thực hành trên xa hình và cuối cùng là phần thi ứng xử tình huống hay gặp phải trên xe buýt. Năm nay, ban tổ chức đã có sự thay đổi trong nội dung và độ khó của mỗi phần thi, đòi hỏi các lái xe vừa phải nắm rõ luật giao thông đường bộ, các quy định trong vận tải hành khách công cộng của thành phố, vừa phải có kỹ năng lái xe và xử lý tình huống rất thành thạo. Về hiểu biết thì nó hay hơn như mọi khi. Những đợt trước là luật, bài thi luật, mà bây giờ là không phải như thi luật như sát hạch, mà là trong đó có cả luật giao thông, có cả những cái hiểu biết những vấn đề về những văn bản pháp luật của nhà nước, những cái quy định của nhà nước, của thành phố để cho phép về phương tiện chúng ta hoạt động, hoặc là những có đối tượng được hoạt động là miễn phí, không phải là mua phí chẳng hạn. Thì bây giờ là tôi nghĩ là năm nay nó đã thay đổi. Cái nội dung năm nay chúng tôi có thay đổi so với năm ngoái là chúng tôi có tăng cái độ khó của cái bài thi thực hành. Thí sinh thi thực hành thì sẽ thực hành thi trên 8 cái xa hình, và năm nay chúng tôi tăng cái độ khó của các xa hình lên. Dù hầu hết các thí sinh đã lái xe buýt nhiều năm, nhưng bước vào phần thi lý thuyết, ai cũng có những tâm trạng hồi hộp, lo lắng khác nhau. Tất cả đều rất tập trung đọc thật kỹ câu hỏi để mang về kết quả tốt nhất. Anh Dương Văn Ngưu, nhân viên lái xe đã có hơn 20 năm kinh nghiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến, đã rất hào hứng tham gia hội thi năm nay. Tôi hôm nay lần này thi tay lái giỏi của sở thông tổ chức như này là lần thứ hai, và cái tâm trạng của tôi rất hào hứng, phấn khởi được tham gia cái cuộc thi này để mà trải nghiệm và khẳng định mình. Phần thi lý thuyết của tôi là vừa rồi là mới đây tôi cũng đã ôn luyện một số câu hỏi, nó cũng hơi khác một chút, nhưng mà có thời gian là tôi hay nghiên cứu lại cái luật và những cái luật giao thông đường bộ ấy, với lại các cái kỹ năng phục vụ cho xe buýt, nó đều vào những cái ý đấy hết, tôi đều nắm được hết. Tôi rất tự tin cái phần lý thuyết này. Hay như anh Nguyễn Văn Sĩ, nhân viên lái xe của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh, với hơn 30 năm kinh nghiệm, đến với hội thi năm nay, anh Sĩ được đơn vị tin tưởng giao cho trọng trách đội trưởng. Không chỉ là người anh chia sẻ kinh nghiệm với các lái xe trẻ, mà anh Sĩ còn là thủ lĩnh tinh thần của đội. Được công ty bổ nhiệm tôi rất vinh dự. Mà tôi dìu dắt anh em đi thì cố gắng là, mà toàn anh em trẻ, cố gắng là học hỏi. Tôi lúc nào cũng chia sẻ anh em là dù được giải không được giải, nhưng mình được học được thêm kiến thức, học được thêm kinh nghiệm của anh em bạn để về để hoạt động làm việc cho nó an toàn. Khác với hai thí sinh trên đã có kinh nghiệm tham gia cuộc thi năm trước, đây là lần đầu tiên anh Nguyễn Hữu Có, nhân viên lái xe của xí nghiệp xe buýt Hà Nội, được đơn vị tuyển chọn tham gia hội thi lái xe giỏi, an toàn. Để có được vinh dự này, anh Có đã phải rất cố gắng, nỗ lực trong công tác vận hành xe thường ngày. Số km an toàn của anh cũng vượt qua nhiều lái xe của đơn vị. Tôi là một trong hai người được đi thi đại diện cho đơn vị. Tôi cảm thấy rất hồi hộp và vinh dự. Đến với hội thi lái xe giỏi này thì ai cũng mong muốn là mang giải về cho đơn vị. Nhưng mà cái quan trọng là được giao lưu học hỏi và được tiếp thu những cái ý kiến chuẩn để phục vụ trong công tác. Công tác tuyển chọn chúng tôi cũng được rà soát trong cả một quá trình công tác lâu dài. Đặc biệt chú trọng đến các công nhân lái xe chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, không vi phạm trong nhiều năm liền. Với cái tiêu chí an toàn tuyệt đối, tất cả anh em lái xe của chúng tôi đều nỗ lực, háo hức được lựa chọn. Tại phần thi thực hành, các thí sinh sẽ thực hiện 8 bài thi liên hoàn trên xa hình. Đây có lẽ là phần thi vừa quen thuộc nhưng cũng vừa là thử thách nhất đối với đội ngũ nhân viên lái xe. Bởi cho dù là công việc quen thuộc hàng ngày, nhưng tâm lý căng thẳng vẫn làm cho nhiều thí sinh cảm thấy áp lực. Điểm mạnh của thí sinh là tinh thần đoàn kết. Càng ngày các cháu trẻ tuổi
say sưa. Tôi biết là qua cái thông báo của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Công cộng thành phố ấy, là tổ chức hội thi ngày hôm nay, thì hàng tháng nay rồi thì các đơn vị là rất nỗ lực để cho ôn tập lý thuyết, rồi là tập xa hình, tự đơn vị cũng vạch ra những xa hình theo kích thước đã được cho biết trước. Tôi rất vui mừng vừa hoàn thành xong phần thi của mình, nhưng mà rất tiếc là cũng có hơi có sai sót. Tôi nghĩ là bài thi khó nhất là bài thi hàng đinh, mà bài thi hàng đinh thì đòi hỏi cái độ chính xác nó cao, thì mình chưa chính xác được. Các bài thi này thì tất cả các bài đều sát với thực tế, cần độ chính xác cao. Còn cái bài thi mà cảm thấy hài lòng nhất của mình là mình thi bài vào điểm đỗ đón trả khách. Còn cái bài khó khăn nhất là bài vuông góc, vẫn chưa được như mong muốn.